Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hội nhập kinh tế. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Sở Công thương Đồng Nai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm xúc tiến thương mại Đồng Nai vừa phối hợp với các địa phương khai trương thêm 3 điểm bán hàng với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam tại các xã như Vĩnh Thanh huyện Nhân Trạch, Sông Nhạn huyện Cẩm Mỹ và Bảo Quang thành phố Long Khánh. Nâng tổng số điểm bán hàng Tự hào hàng Việt trên địa bàn tỉnh lên con số 31. Trong đó 29 điểm được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của tỉnh. Hầu hết các cửa hàng này đều được cải tạo từ cửa hàng cũ khá sập sệ. Từ khi các cửa hàng được chọn làm điểm bán hàng Tự hào hàng Việt Nam, được hỗ trợ kệ, tủ, giá trưng bày, biển hiệu Tự hào hàng Việt Nam. Chi phí cải tạo tu sửa điểm bán hàng theo quy chuẩn của Bộ Công Thương, diện mạo cửa hàng như lột xác hoàn toàn. Nơi này giờ đây chẳng khác một siêu thị mini chuyên bán hàng Việt Nam chất lượng cao. Hàng hóa được bày trí gọn gàng, ngăn nắp. Khách hàng có thể dễ dàng chọn lựa những món hàng cần thiết khi mua sắm. Năm nay thì tháng 3 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại. Nên là trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng có điều kiện để triển khai các cái hoạt động mà xúc tiến thương mại được sớm hơn, và cụ thể hơn là cái nội dung mà hỗ trợ cho các địa phương triển khai các cái điểm hàng Việt. Thì sau khi tiến hành khảo sát thì năm nay chúng tôi triển khai 3 điểm tại 3 địa phương, đó là Long Khánh, Cẩm Mỹ và Nhân Trạch. Và như thế thì lũy kế đến năm nay thì Sở Công Thương đã triển khai được tổng cộng là 31 điểm. Trong đó thì gồm có 2 điểm mà Bộ Công Thương hỗ trợ triển khai và 29 điểm là Sở Công Thương triển khai từ nguồn ngân sách của địa phương. Tại ấp Thành Công, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, có được một điểm bán hàng như thế này không chỉ là niềm vui của chủ cửa hàng mà còn là niềm vui chung của người dân khu vực. Vì từ nay họ đã có thể tiếp cận được nguồn hàng uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý. Rất vui vì Công Thương đã làm cho dân được cái này là rất tốt. Địa phương mình thì từ lúc mà Công Thương cho giờ thì thấy gian hàng phấn khởi, bán vẫn tốt hơn. Tôi cảm nhận là trước thì được gian hàng khang trang, đẹp, gọn gàng hơn trước nhiều và rất là lịch sự. Tôi rất là mong muốn để cho hỗ trợ được nhiều, để cho người dân mua bán được thuận tiện, mới bị được dồi dào kinh tế hơn tí nữa. Sau lễ khai trương, lãnh đạo huyện và địa phương sẽ là người trực tiếp giám sát, đôn đốc động viên chủ cửa hàng thực hiện các cam kết đã ký và cùng lan tỏa tình yêu hàng Việt đến với người dân. Năm 2018-2022 thì huyện Nhân Trạch được Sở Công Thương hỗ trợ được 3 điểm bán hàng Việt ở xã Phú Hữu, xã Phước Khánh và xã Phước Thanh. Để qua cái việc khai trương các điểm bán hàng Việt này đã giúp cho cái nhận thức của người dân về cái hàng Việt Nam trên địa bàn. Và qua các cái điểm bán hàng Việt này đã quảng bá được cái hình ảnh của hàng Việt Nam, nâng cao cái chương trình mà người Việt Nam dùng hàng Việt Nam trên địa bàn. Thì các cái cửa hàng thì qua cái việc khai trương thì nó cũng đã được hỗ trợ của Sở Công Thương về trang thiết bị như các bảng hiệu, đã làm khang trang các cái điểm bán hàng Việt trên địa bàn hơn. Còn tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ là một địa phương thuộc vùng xa của tỉnh Đồng Nai. Việc có được điểm bán hàng khang trang từ siêu thị mini này là niềm ao ước bấy lâu nay của người dân. Nên khi vừa khai trương, nhiều người dân đã đến mua sắm. Thật sự là với một cái điểm quê như vậy á, mà được một cái cửa hàng này rất là bất ngờ. Từ một cái cửa hàng mà cũng bình thường thôi, buôn bán những cái hàng tạp hóa bình thường, mà khi mà được lên như vậy, cảm giác như là một cái siêu thị mà nó được thu gọn lại, nó sang trọng, nó thu hút cái người dân đi vô mua, mà mình đi vô mua hàng mình cũng cảm thấy thích nữa. Tại vì nó có nhiều mặt hàng nó được trưng lên, mình nhìn mình có thể thấy hết, chứ không phải là đi vô hỏi chị ơi có cái đó không rồi bắt đầu mới bới ra rồi mới tìm ra. Thì vô là nói chung là mắt nhìn vô là thích rồi đó. Là mà khi thích thì mình sẽ tới thường xuyên hơn. Mà người dân thì chắc là họ cũng bị giống như thị hiếu, thích là sang nhưng mà sạch sẽ, rồi bày biện đồ, nói chung là nhiều đồ á, nhìn vào là người ta sẽ thích hơn. Và là một người dân giống mọi người đều muốn được như vậy, tại vì khi đó thì vùng quê mình nó sẽ được cải tiến hơn, được giống như là bước sang một cái trang mới hơn á, văn minh hơn, đô thị hơn, mình có được nhiều cái điểm đi mua hơn. Thật sự là rất là cảm ơn ở bên Sở Công Thương đã cấp cho tôi cái dàn kệ này. Và sau khi mà mình sắp hàng lên trên dàn kệ thì thấy cái cửa hàng mình rất là khang trang, rất là đẹp,
khách đến cũng đông hơn và khách cũng rất là vui khi là mình được cái cửa hàng như vậy. Cuối năm 2021, thành phố Long Khánh đã được tỉnh Đồng Nai hỗ trợ xây dựng điểm bán hàng Tự Hào Hàng Việt tại phường Bào Sen. Từ đó đến nay, nhận thấy việc xây dựng điểm bán hàng Tự Hào Hàng Việt đã giúp cho địa phương quảng bá, xây dựng hình ảnh hàng Việt trong mắt người tiêu dùng. Nên thành phố Long Khánh đã gửi hồ sơ đề nghị tỉnh hỗ trợ mở thêm một số điểm Tự Hào Hàng Việt tại địa phương. Trong năm 2022, thì thành phố Long Khánh được là Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai hỗ trợ cho thêm một điểm bán hàng Việt tại xã Bầu Quang. Thì lũy kế đến nay là thành phố đã được hỗ trợ là 3 điểm bán hàng Việt. Thì đối với điểm bán hàng Việt này thì mang ý nghĩa rất là thiết thực, là cung cấp hàng hóa rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng Việt chất lượng cao đến tay người tiêu dùng, và đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thì cũng mong thời gian sắp tới sẽ được là sự hỗ trợ của Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ thêm nhiều điểm bán hàng Việt đối với địa phương Long Khánh nữa. Với người phụ nữ này, ngày khai trương cửa hàng là một dấu mốc quan trọng, không chỉ của gia đình chị mà còn là niềm vui chung của người dân trong và ngoài xã. Trước khi hỗ trợ thì cửa hàng của tôi thì chỉ có những cái một cái kệ đơn giản với lại những cái thùng thì tôi kê hàng hóa lên thôi, chứ không có được khang trang như thế này. Là cũng nhờ bên nhà nước hỗ trợ thì em mới được nhiều cửa hàng khang trang, nhiều cái kệ khang trang như thế này ạ. Được biết, kinh phí hỗ trợ để triển khai các điểm bán hàng Tự Hào Hàng Việt vào khoảng 85 triệu đồng một cửa hàng. Chương trình này nằm trong chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại, hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Sở Công Thương phối hợp với các địa phương triển khai, nhằm mục đích đưa hàng Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng, nhất là ở các địa phương, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Với tiêu chí là hỗ trợ cho các địa phương vùng sâu, vùng xa có được các cái điểm hàng Việt để phục vụ bà con nhân dân ở địa phương, thì trong năm qua thì hàng năm chúng tôi triển khai từ 3 đến 5 điểm mỗi năm. Qua kết quả theo dõi thì chúng tôi nhận thấy hầu hết là người dân địa phương người ta cũng rất là phấn khởi khi mà người ta có điều kiện để mua sắm hàng hóa với giá cả hợp lý và thuận tiện hơn. Khi mà nhận thấy sự phấn khởi của người dân địa phương ở từng địa bàn ấy, thì đó cũng là cái khích lệ cho chúng tôi để triển khai thêm các cái điểm bán hàng Việt hàng năm ở các địa phương còn lại. Để các điểm bán hàng này hoạt động đúng tiêu chuẩn, Trung tâm Xúc tiến Thương mại sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đơn vị kinh doanh, chủ cửa hàng thực hiện tốt khâu cung cấp hàng hóa, đảm bảo nhãn mác, xuất xứ rõ ràng. Đồng thời sẽ phối hợp với các địa phương đẩy mạnh việc rà soát, trực tiếp kiểm tra, giám sát các điểm bán hàng Tự Hào Hàng Việt, thực hiện nghiêm các tiêu chí, quy chuẩn của chương trình. Cái quá trình chúng tôi đi khảo sát trước khi mà đề xuất Sở Công Thương để lựa chọn các cái điểm bán hàng này thì chúng tôi khảo sát thì cái nhu cầu của người dân rất nhiều, các cái chủ cơ sở là người ta đăng ký rất nhiều, và do đó là trong thời gian tới cùng với cái sự hiệu quả của các cái điểm bán hàng Việt đã khai trương thì huyện Nhân Trạch tiếp tục là mong muốn là Sở Công Thương là tiếp tục là hỗ trợ để huyện Nhân Trạch được có nhiều điểm bán hàng Việt để mang được nhiều cái hàng Việt về cho người dân ở địa bàn này. Được triển khai từ năm 2018, đến nay trên địa bàn Đồng Nai đã có 31 điểm bán hàng Tự Hào Hàng Việt ở toàn bộ các huyện, thành phố. Trong đó có 29 điểm được triển khai từ nguồn kinh phí của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, khi dịch COVID-19 được kiểm soát hiệu quả, hoạt động tại các chợ đầu mối cũng nhộn nhịp, sôi động trở lại. Để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thực phẩm, tăng hiệu quả kinh tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai đã liên tục tổ chức nhiều hoạt động kết nối tại chợ đầu mối nông sản, thực phẩm dầu dây. Nhằm tăng cường sức tiêu thụ và gia tăng nhiều mặt hàng nông sản mới, chất lượng, mới đây, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương Đồng Nai đã tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa tổ hợp tác, hợp tác xã,
tiểu thương chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh với các tiểu thương tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Dây. Đây là dịp để các bên tìm hiểu, kết nối hợp tác, mở rộng kênh phân phối nông sản. Các hợp tác xã nhà vườn khi người ta đã có kế hoạch sản xuất thì người ta cũng có các cái nguồn, các cái kênh tiêu thụ rồi. Nhưng mà thông qua các cái hội nghị này thì các nhà vườn, các hợp tác xã người ta có thêm một cái lựa chọn nữa để đưa hàng đến chợ đầu mối với lại giá cả hợp lý hơn. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai đã tổ chức hai hội nghị kết nối cho các tiểu thương ở chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, gặp gỡ, trao đổi, hợp tác với tiểu thương ở chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Dây. Tới đây, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức thêm các hội nghị kết nối giữa các hợp tác xã nhà vườn với tiểu thương của chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Dây. Thông qua đó, giúp cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, các nhà vườn có thêm kênh phân phối. Ngược lại, các tiểu thương ở chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm nguồn cung cấp hàng hóa chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy để tiêu thụ. Ngoài ra, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai sẽ tăng cường tổ chức thêm nhiều hoạt động kết nối với các hợp tác xã, nhà vườn từ các tỉnh thành trong cả nước có nhu cầu đưa hàng về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Dây. Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Dây giai đoạn 1 có quy mô khoảng 2 hectare, gồm hơn 200 kiosk và hàng trăm nhà phố chuyên kinh doanh buôn bán, vận chuyển tiêu thụ nông sản, trái cây, rau củ quả, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn Đồng Nai và nhiều địa phương khác. Hiện sản lượng của chợ một ngày đêm tiêu thụ khoảng 250 đến 300 tấn nông sản, rau củ quả. Trong đó, sản lượng nông sản, rau củ quả của Đồng Nai chiếm khoảng 50%. Tiểu thương Đồng Nai kinh doanh tại chợ là 60%, còn lại là tiểu thương các nơi khác. Trong năm 2022, ngành công thương của tỉnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt từ 23,6 đến 23,8 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 8 đến 8,5% so với năm 2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp phấn đấu duy trì mức tăng từ 7 đến 8% so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ phấn đấu tăng trong khoảng 9 đến 10% so với cùng kỳ năm 2021. Con số này rất khả quan vì theo báo cáo trong tháng 4 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Đồng Nai tăng hơn 7,5% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số ngành có mức tăng trưởng cao là sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất đồ uống, sơ sợi dệt, dệt may, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, máy tính, điện tử và linh kiện. Điều này cho thấy kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có sự phục hồi rõ rệt và tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Có được điều này có một phần đóng góp không nhỏ của ngành công thương Đồng Nai. Còn đối với ngành công thương thì Sở Công Thương cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để thực hiện kịp thời và có hiệu quả đối với cái chính sách hỗ trợ về tiền điện cho các cái đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái đại dịch Covid-19. Và các sở ngành đã tổ chức rất là nhiều hội nghị, đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp để trao đổi, hỗ trợ và giải đáp các cái khó khăn vướng mắc của các cái doanh nghiệp. Ngành công thương đã và đang chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như triển khai chính sách về tiền điện cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, duy trì các tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ra, ngành cũng có nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình hiện nay. Chuyên mục Hội nhập kinh tế sẽ được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt.